Vâng, và xin chào các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xe đạp hải phòng.com. Và lại tiếp tục trong cái chuỗi series video trả lời các cái câu hỏi mà khách hàng gửi về. Thì có một số khách hàng tìm mua xe đạp Nhật bãi, và như các quý vị biết thì ở bên cửa hàng chúng tôi thì có bán thêm được những cái xe đạp mà đã qua sử dụng chính hãng lướt, như thương hiệu Zion, thương hiệu Merida hay là thương hiệu khác đã sử dụng tại Đài Loan. Thì một số khách hàng đánh giá là xe đạp Đài Loan thì không tốt. Thì trong video này mình xin làm một cái video trả lời các cái câu hỏi liên quan đến xe đạp Đài Loan, là tại sao xe đạp Đài Loan chất lượng lại không tốt và bị kỳ thị như vậy, và tại sao mà rất nhiều khách hàng đánh giá xe đạp Đài Loan thì là không tốt. Thì trong video này cửa hàng xin trả lời như sau: bằng cái sự vốn hiểu biết mà khoảng gần 5 năm kinh doanh xe đạp của mình, và bằng cái kinh nghiệm nhập hàng và trong trong cái thương trường nhập hàng của mình, thì mình khẳng định một câu là hiện tại trên thế giới bây giờ, nếu mà những cái xe mà sản xuất từ những cái năm mà 2010 đổ về đây đến 2018 đây, khoảng 10 năm gần đây, thì mình khẳng định một câu là tất cả những cái xe đạp mà tốt nhất, xịn nhất, gọi là không không có không nói là nhất, nhưng mà tốt và xịn ở trong tầm giá khoảng chính hãng cũng có, mà rất là nhiều cái xe đạp mà hãng không nổi tiếng cũng có, chính hãng nổi tiếng cũng có, thì đều được sản xuất tại Đài Loan. Bao tiền anh nhỉ? Em gửi. Đều được sản xuất tại Đài Loan. Thế nhưng mà tại sao lại nhiều cái xe đạp mà như người bán nói là sản xuất tại Đài Loan mà sao chất lượng nó lại kém vậy, và nó lại hay hỏng như vậy, mà cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com thì lại bảo là tất cả những cái xe đạp xịn bây giờ, gọi là từ chính hãng, hầu như là theo mình đánh giá, dám khẳng định rằng là 80-90% những cái xe đạp chính hãng bây giờ, kể cả thương hiệu Ý, thương hiệu Pháp, thương hiệu Nhật, thương hiệu Mỹ, hay là các cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều được sản xuất tại Đài Loan. Mà những cái xe mà của những cái người bán tại Việt Nam bảo là nhập từ Đài Loan về thì nó lại chất lượng rất thấp, là như vậy, là như tại sao? Thì mình xin trả lời là đầu tiên để nói về nguồn nhân công, nhân lực, thì từ những cái năm thập niên 80, 90 thì những cái nước mà nắm được kỹ thuật cao, nhưng mà lúc đó thì cái dân số người ta vẫn còn trẻ. Ví dụ như là mình lấy ví dụ như là nước Nhật đi. Năm 80, 90 đó là những cái thời mà đây, những cái thời mà cái con trâu rồi, cái con trâu rồi nó ra đời đấy, thì nó sẽ có là made in Japan. Những cái thời năm thập niên 80, 90 ấy, những cái xe đạp Nhật Bản là người ta made in Japan hoàn toàn, đồ đạc made in Japan hết. Tại sao được made in Japan được? Bởi vì lúc đó ấy, là nhân công của nước Nhật người ta còn trẻ. Thứ nhất là người ta còn trẻ. Những cái người nhân công mà từ năm 80 mà người ta làm ra chiếc xe thì đến bây giờ người ta cũng khoảng 40-50 tuổi rồi. Còn đến bây giờ là năm 2018 thì những cái nhân công ở bên Nhật, trình độ lao động kỹ thuật của người ta tăng cao, kéo theo đó là giá thành lao động của người ta tăng cao lên, và người ta không còn lao động giản đơn nữa. Tức là những cái khâu mà hàn khung xe đạp hay là tăng vành hay lắp ráp xe đạp là không còn, là người ta không, cái ngày công của người ta không thể đáp ứng được, bởi vì bây giờ nó là nâng lên lao động cao cấp hết rồi, lao động trí óc hết rồi. Ở những cái nước phát triển như ở Nhật, Mỹ, cái giá thành mà để mà làm handmade hay là made in Japan bây giờ nó là cực kỳ đắt, khẳng định với quý vị là cực kỳ đắt, và người ta cũng có tiền, người ta không thèm, không 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 cần làm nữa. Bởi vì cũng như mình thôi, khi mà mình còn nghèo thì mình đi làm phụ vữa phụ hồ, còn khi mà mình có tiền rồi thì không bao giờ mình động đến cái cây xẻng nữa, trộn vữa làm gì nữa, trộn hồ làm gì nữa, mà mình sẽ đi nhận công trình và có 5 triệu một ngày công, 10 triệu một ngày công, mình cũng không quay lại trộn vữa nữa. Các quý vị cứ hiểu như thế cho nó dễ.
Cho nên là để năm 2010 hay là khoảng 18, khoảng 10 năm trở lại đây mà để tìm được những cái chiếc xe đạp made in Japan là mình khẳng định là không có. Thế thì những cái việc mà đơn giản, những cái lao động mà thô sơ như vậy thì các cái nước phát triển người ta sẽ đi thuê những cái nước mà đang phát triển và nước nghèo có nhân công giá rẻ và nguồn nhân lực trẻ. Ví dụ như nước Trung Quốc, Ấn Độ. Ấn Độ thì thường là gia công về phần mềm cho các cái nước phát triển. Bởi vì là Ấn Độ là có biết tiếng Anh. Còn về cơ khí thì là sẽ là độc hại lặng nhọc và lao động chân tay đơn thuần thì người ta sẽ tìm đến những cái thị trường như là Trung Quốc, Đài Loan. Và Đài Loan được có một cái chế độ có rất là nhiều cái nhà máy xe đạp sản xuất xe đạp đặt tại Đài Loan. Rất là nhiều nhà máy chính hãng. Thì cái chất lượng được kiểm soát bởi Nhật, nếu mà đó là nhà máy thương hiệu Nhật, nhà xe đạp thương hiệu Nhật. Nhà máy thương hiệu Mỹ thì được kiểm soát bởi Mỹ nên là chất lượng hoàn toàn là như người Mỹ thực hiện. Nhưng chỉ có khác là nhân công Đài Loan, nhân công giá rẻ, nhân lực trẻ thực hiện mà thôi. Chứ còn người bể bây giờ mà các quý vị bảo là phải mua đồ made in Japan thì mình xin khẳng định là gần như là không có, bởi vì người Nhật bây giờ thứ nhất là dân số người ta già đi rồi, người ta không còn sản xuất nữa. Và cái thứ hai là những cái người trẻ ấy, thì cái công lao động trí óc của người ta rất là cao và kể cả có bao nhiêu tiền người ta cũng không đi sản xuất, không lắp ráp xe đạp cho quý vị đâu. Cho nên là tất cả những cái việc mà lắp ráp xe đạp thuần túy chính hãng thì đều được đẩy đẩy ra những cái nước đang phát triển và có nhân công trẻ và giá rẻ như Đài Loan hoặc Trung Quốc. Thế thì ở đây tại sao mà nhà máy chính hãng rồi thì đương nhiên là xe sản xuất Đài Loan thì phải là, nếu mà đúng là chính hãng nhá, mình khẳng định là nếu mà đúng là chính hãng được sản xuất tại Đài Loan là cực kỳ tốt, nhưng phải là chính hãng cơ đấy. Còn nên tại sao mà một số cái dòng xe mà được người bán giới thiệu là xe Đài Loan nhưng mà sau một thời gian sử dụng rất là ngắn mà đã hỏng rồi, thì thực sự ở đây nó là sự một cái sự hiểu nhầm là người bán đã người bán đã nói dối. Mình nói thẳng luôn là người bán đã nói dối là xe Trung Quốc thì bảo là xe Đài Loan, Trung Quốc khác mà Đài Loan khác. Mình xin khẳng định quý vị mà tìm được một chiếc xe mà sản xuất tại Đài Loan ấy, quý vị đi cực kỳ tốt, bởi vì bây giờ tốt nhất chỉ có Đài Loan thôi. Còn không bao giờ tìm được đồ made in Japan, made in USA, made in France, mới lại made in Italy ở đây hết. Rất là khó, để với cái tầm xe mà trung cấp trở xuống thì rất là khó tìm được những cái đồ made in ở các cái nước phát triển như vậy, ở thương hiệu của nước đó, mà người ta chỉ tập trung làm thương hiệu thôi, người ta chỉ tập trung là quản lý chất lượng thôi, còn cái bộ phận mà thực hiện và nhân công giá rẻ thì người ta đẩy hết sang Đài Loan, người ta lập những cái nhà máy chính hãng ở đó để sản xuất xe đạp và kiểm soát chất lượng bởi cái hãng đó. Thế còn đây, mình lấy ví dụ đây, ở thời một vài năm trước thì mình có nhập một vài cái xe này là mình nhập ở ở Trung Quốc. Nói thẳng ra là ở Hải Phòng thì hay nhập ở Móng Cái, mình chỉ nhập một hai cái xe thôi, về kiểm tra thì chất lượng rất là tồi. Và hiện tại là cái xe này là mình nhập vào 1,8 triệu nhưng mà mình bán có 1,5 triệu thôi, nhưng mà thực sự cũng không muốn bán, là ai là thiếu tiền lắm thì hãng lấy xe này, còn đâu thực sự là không muốn bán. Nói thật với quý vị là bán xe chất lượng rất kém. Thế thì đấy, cái xe này là cái xe Trung Quốc này, mà nhiều người buôn ấy thì muốn bán được hàng của mình thì lại nói xe Đài Loan, cũng như là xe nói người ta hay nói là xe Thái Lan ấy. Làm đếch gì có, tôi khẳng định một điều, làm đếch gì có xe Thái Lan. Thái Lan không phải là nước sản xuất xe đạp, chỉ có Trung Quốc và Đài Loan thôi. Cho nên là khẳng định với quý vị mà mua được cái xe Đài Loan chính hãng ấy, thì là tốt nhất thị trường bây giờ rồi, chứ còn làm đếch gì có xe Thái Lan, đó là xe Trung Quốc. Cho nên là tại làm sao mà cái xe Đài Loan mà bị mang tiếng là người ta khách hàng nghe thấy xe Đài Loan là không thích, là bởi vì do những cái người người buôn xe đạp ấy nhập hàng Trung Quốc. Mà Trung Quốc nói thật với quý vị nó cũng có 10 loại Trung Quốc. Trung Quốc loại nào? Đấy, Trung Quốc loại loại đẻo mà người ta lại nói dối là xe Đài Loan, xe Thái Lan. Cho đâm nên ra là những cái thời mà dân mình chưa chưa có những cái thông tin để mà phân biệt xe đạp tốt hay là xe đạp không tốt thì khoảng những cái năm đầu tiên ấy thì những cái người con buôn người ta chộp giật về cơ hội về thì người ta nhập cái xe Trung Quốc chất lượng kém và người ta nói là đây là hàng Thái Lan, đây là hàng sản xuất tại Thái Lan, đây là hàng sản xuất tại Đài Loan.
và người tiêu dùng thì cũng mua về và dùng một thời gian. Thì thật ra là nó, ông nói là Đài Loan hay là Thái Lan thì tôi không biết, tôi chỉ biết là vừa tầm tiền và đẹp mắt thì tôi mua thôi. Nhưng mà dùng một thời gian về thì rất là nhanh hỏng, chỉ tầm khoảng 3 tháng, 5 tháng, nửa năm là các cái bộ phận chuyển động nó đã hỏng rồi. Thì lúc đó thì sau vài năm đầu mà khi mà xe đạp thể thao mới du nhập Việt Nam thì xe đạp thể thao bị mang tiếng rất nặng ở những cái người dùng đầu, người ta truyền tai nhau là xe đạp Đài Loan rất là nhanh hỏng, xe đạp Đài Loan rất là kém chất lượng. Ôi đừng mua xe đạp Đài Loan, cứ phải xem mua xe đạp sản xuất tại Nhật. Nhưng xin thưa với quý vị, những năm trở lại đây thì những cái nước phát triển thì người ta không sản xuất xe đạp nữa, và người ta đẩy hết các cái khâu đó là sang nhà máy chính hãng rồi. Cho nên là mua được cái xe đạp Đài Loan chính chính thống chính hãng thì mới là tốt. Còn chỉ sợ rằng là quý vị mua phải những cái hàng Trung Quốc loại loại 9 loại 10, chứ không nói là loại 1. Nếu mà cho hàng Trung Quốc loại 1 loại 2 thì cũng khá là tốt rồi, nhưng sự chỉ sợ là cái người bán cho quý vị ấy, là hàng Trung Quốc loại 9 loại 10 mà người ta nói là hàng Thái Lan Đài Loan, cho đâm ra là một người vài người mua người dùng thì sẽ bị mang tiếng, mà cái xe Đài Loan bị mang tiếng là xe chất lượng kém. Còn mình dám khẳng định là bây giờ tất cả những cái xe chính hãng bây giờ thì người ta chỉ đều làm thương hiệu, ví dụ thương hiệu Ý, thương hiệu Pháp hay thương hiệu Mỹ hay thương hiệu Canada, nhưng đều sản xuất tại Đài Loan là tốt nhất, bởi vì tất cả những cái hãng đấy đều đặt nhà máy chính hãng tại Đài Loan hết, khẳng định một điều như vậy. Thế còn đây này, chẳng qua là những cái xe mà nó có hơn triệu ấy, mấy trăm nghìn ấy, mua mua về nhập về bán 2 triệu mấy ấy, thì xong là bảo xe Thái Lan xe Đài Loan ấy thì trông thì có hình hài là xe thể thao thôi, nhưng mà chất lượng rất là kém. Như bên mình cũng nhập về một thời gian đây, nhưng mà mình cũng không 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 nhập nữa, và đến bây giờ vẫn còn tồn khoảng 2 3 chiếc 5 chiếc đây, nhập 1,8 triệu bán có 1,5 triệu thôi đấy. Quý khách nào mà thực sự là, nếu mà thực sự là khó khăn, thực sự là không có điều kiện thì hãng mua, còn nếu mà có điều kiện thì chúng ta nên cố thêm 1 vài triệu thì mua xe nó chỉ là mua một lần chứ không phải mua nhiều lần, nên là chúng ta nên mua cái xe nó chất lượng tốt hơn một tí. Thế còn để mà nói rồi, thế bây giờ nói là loạn hết cả đầu lên, không biết thế nào Đài Loan, không biết thế nào là Trung Quốc, thì bây giờ mình cũng chỉ biết tư vấn với khách hàng là bây giờ chỉ có 2 cái. Một là quý vị phải tin người bán. Nói chung là tôi chả biết gì về xe đạp cả, tôi gửi gắm hết lòng tin vào cái ông bán xe. Ông muốn bảo cái xe gì tốt thì tôi lấy cái xe đấy, thì đó là lòng tin của người bán. Và hai là quý vị phải tự trang bị cho mình kiến thức về xe đạp. Quý vị có thể lên Google, quý vị có thể tìm hiểu các cái cách phân biệt các cái dòng xe đạp phụ tùng, xem xe này có phải chính hãng hay không, xem xe này có phải là Trung Quốc loại 9 loại 10 hay là Trung Quốc loại 1 hay là Đài Loan xịn hay là Đài Loan chính hãng, thì quý vị phải tự trang bị kiến thức. Còn nếu quý vị không tự trang bị kiến thức thì mình chỉ biết tư vấn là hãy lên tìm đến một cái người bán hàng nó có tâm, có uy tín để mà tư vấn cho quý vị chọn một cái chiếc xe cho nó đúng. Bởi vì cái chiếc xe đạp thì không phải mình như mua cái áo mua cái quần là mình mua một thời gian là 1 2 tháng, 1 2 1 năm hay là vài tháng là mình thay, mà cái xe đạp thì nó có thể bền đến hàng nhiều năm, cho nên là mua một lần. Nên là quý vị nên tìm cái người bán nó uy tín là đầu tiên. Nếu mà không không tìm người bán uy tín thì quý vị phải tự trang bị cho mình một cái kiến thức phân biệt đồ Đài Loan chính hãng, xe đạp chính hãng, hay là Trung Quốc loại 1 hay là Trung Quốc loại 9 loại 10. Nó có 10 loại Trung Quốc chẳng hạn như thế, mình cứ lấy ví dụ như thế. Cho nên là một số cái đây ở trong video này mình đã giải đáp là tại sao xe đạp Đài Loan thì lại bị mang tiếng và xe đạp Đài Loan là chất lượng không tốt. Xin thưa rằng xe đạp tốt bây giờ mới ở Đài Loan. Tất cả những cái xe đạp chính hãng sản xuất đặt nhà máy chính hãng đều tại Đài Loan hết. Xin khẳng định một điều như vậy. Còn những cái người buôn, người ta mua sản phẩm Trung Quốc loại 4 loại 5 loại, nếu mà Trung Quốc loại 1 loại 2 loại 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 đầu bảng thì cũng khá là tốt, rất là tốt. Còn Trung Quốc mà loại 9 loại 10 xong người ta bảo là sản xuất ở Thái Lan, ở Đài Loan để cho nghe cho nó có vẻ hào hoa, cho nó có vẻ bóng bẩy, cho nó dễ bán, thì quý vị phải tìm hiểu ở trên mạng. Đấy, bây giờ thông tin rất là nhiều rồi, quý vị có thể lên Google, quý vị có thể search các thứ để mà tìm hiểu ở những cái diễn đàn, nhưng mọi người chia sẻ kiến thức. Vâng, và video cũng đã dài rồi, xin cảm ơn các quý vị đã xem video. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao đang xem ở trên Facebook thì quý vị hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và ấn chế độ theo dõi xem trước, và ấn like video để ủng hộ xe đạp Hải Phòng làm những video tiếp theo. Nếu quý vị đang xem ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Nếu mà quý vị có cái câu hỏi gì liên quan đến xe đạp thì hãy comment xuống dưới để chúng tôi làm những cái video trả lời tiếp theo. Và
Xong những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn quý vị là check một con xe đạp chính hãng là như thế nào, làm thế nào để phân biệt xe đạp chính hãng, hay là làm thế nào để phân biệt xe đạp Trung Quốc, hay làm thế nào để nói chung là đánh giá một con xe đạp là có nên mua hay không và có tốt trong tầm giá hay không. Thì trong những video sau mình sẽ làm cái hướng dẫn quý vị những cái chi tiết như này như vậy. Vâng, và cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của em trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.